người đang làm chi, có như ta nhìn mây bay. Tối 26 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đêm gala trao giải chương trình giọng ca độc lạ Việt Nam 2023. Theo ông Hồng Sơn, trưởng ban tổ chức, giọng ca độc lạ Việt Nam 2023 bắt đầu khởi động từ tháng 9. Qua các vòng thi diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, ban giám khảo chọn được 23 giọng ca ấn tượng bước vào chung kết. Vượt qua hơn 1.000 thí sinh, Hằng Phạm sinh năm 1987, quê Cần Thơ, chiến thắng chung cuộc. Hiện tại nữ thí sinh là ca sĩ tự do, cô không theo học thanh nhạc từ trường lớp mà được gia đình truyền nghề. Hằng Phạm cho biết, ngày xưa ông bà nội tôi là bầu sô gánh hát cải lương sông Hậu, đến tôi thì chuyển qua hát bolero. Hôm nay nhận được giải này, cảm thấy rất vui và xúc động. Nhạc sĩ Hồng Xuân Long, đại diện ban giám khảo nhận xét, vì là giọng ca độc lạ nên thí sinh được chọn nhiều thể loại, muốn hát thể loại nào cũng được. Trong các phần thi, Hằng Phạm chọn bài rất phù hợp, kỹ thuật thanh nhạc ổn, có cảm xúc, cách biểu diễn chuyên nghiệp. Quán quân của cuộc thi sẽ nhận tổng giải thưởng 90 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng của nhà tài trợ. Hai áo quân mỗi người nhận được tổng giải thưởng 45 triệu đồng. Trong các giải phụ, thí sinh Vũ Tiến Truyền đến từ Đồng Nai được vinh danh ở hạng mục nam thí sinh lớn tuổi nhất. Ông gây ấn tượng với ban giám khảo vì hát rất nội lực dù đã ở tuổi 79.